Thưa quý khán giả, ngày hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra tại các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 36 cho đến 38 độ, có nơi còn trên 38 độ. Nắng nóng cũng xảy ra tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực này không mưa, ngày có nắng sớm với nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ. Trong khi đó, với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng mạnh lên, nên mưa dông sẽ tăng dần cả về diện và lượng từ chiều tối và đêm nay. Cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to. Người dân sinh sống tại khu vực này cần tiếp tục đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khi thấy có dấu hiệu như nước sông suối từ trong chuyển thành màu đục, vết nứt ở tường nhà hay sườn đồi âm thanh lạ trong lòng đất thì nên di chuyển đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trời đều không mưa, ngày nắng ráo với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió Tây Nam tại Hoàng Sa mạnh cấp 5, còn tại Trường Sa gió chỉ mạnh cấp 4, tình trạng biển bình thường. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.